Xin kính chào quý vị. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Ngày 14 tháng 2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đăng Khoa, 25 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức về tội cướp tài sản, giết người, hiếp dâm. Nạn nhân là chị VTT tên viết tắt, sinh năm 1999, ngụ phường Tăng Nhân Phú B. Kết quả điều tra xác định, vào khoảng 15 giờ ngày 8 tháng 2 năm 2024, nhằm ngày 29 Tết, sau khi dẫn dụ chị T qua phòng trọ số 14 với lý do phụ giúp dọn đồ đạc, Khoa đã khóa cửa phòng trọ, dùng dao đe dọa uy hiếp nhằm mục đích cướp tài sản, sau đó dùng vũ lực, dao, tấn công, dẫn đến cái chết của chị T. Ngay sau đó, đối tượng Nguyễn Đăng Khoa tiếp tục thực hiện hành vi hiếp dâm đối với nạn nhân, đồng thời chiếm đoạt một lắc tay và một nhẫn trên người, hai cái nhẫn vàng 4 số 9 và một sợi dây chuyền, một đôi bông tai, bên trong ba lô và 3 triệu đồng trong túi đeo chéo của chị T. Đáng chú ý, để che giấu hành vi phạm tội, đối tượng Khoa đã dùng dao phân tử thi của nạn nhân thành nhiều phần, bỏ vào túi ni lông đen, đem đi phi tang tại khu vực bụi cây rậm rạp ven đường nội bộ khu công nghệ cao thành phố Thủ Đức, thuộc phường Tăng Nhân Phú A thành phố Thủ Đức. Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, kết quả giám định và tài liệu chứng cứ thu thập được, đã có đủ căn cứ và cơ sở khoa học khẳng định đối tượng Khoa đã thực hiện hành vi cướp tài sản, giết người và hiếp dâm đối với chị T. Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, vào chiều 9 tháng 2, nhằm ngày 30 Tết Giáp Thìn, Công an phường Tăng Nhân Phú B thành phố Thủ Đức đã nhận được tin báo của chị Vi Thị Huệ, ngụ huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai về việc em ruột là chị VTT, sinh năm 1999, ngụ nhà số 103-18, Quang Trung, phường Tăng Nhân Phú B đi đâu không rõ, gia đình không liên lạc được. Từ buổi chiều ngày 8 tháng 2 năm 2024, Công an phường Tăng Nhân Phú B đã cử lực lượng xuống nhà trọ để xác minh thông tin và tổ chức truy tìm tung tích chị T. Công an phường đã cùng với người nhà chị T kiểm tra bên trong phòng trọ số 4, ghi nhận xe mô tô, quần áo, đồ dùng cá nhân vẫn còn trong phòng trọ, không có sự xáo trộn bất thường. Tiếp tục áp dụng các biện pháp truy tìm và thu thập hình ảnh camera nhà trọ, ghi nhận chị T không ra khỏi phòng trọ từ khoảng 14 giờ ngày 8 tháng 2 năm 2024, đồng thời xác định chị T vẫn chưa về nhà xã Sông Rai, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Từ kết quả báo cáo của Công an thành phố Thủ Đức, Ban Giám đốc Công an thành phố nhận định việc có nghi vấn nạn nhân bị xâm hại. Ngày 12 tháng 2 năm 2024, nhằm ngày mùng 3 Tết, Giám đốc Công an thành phố đã phân công Thiếu tướng Mai Hoàng và Giám đốc Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp chỉ đạo xác lập chuyên án. Nhiều đơn vị đã phối hợp với Công an thành phố Thủ Đức áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương xác minh, nhanh chóng làm rõ bản chất vụ việc và truy tìm tung tích nạn nhân. Các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố đã triển khai 6 tổ công tác khẩn trương, rà soát hiện trường tại khu vực nhà trọ, các địa điểm có liên quan và xác minh thông tin cá nhân ở cùng khu vực nhà trọ của chị T cùng các đầu mối thông tin khác tại nhiều địa phương. Kết quả nổi lên, Khoa, người có nhiều biểu hiện bất thường, chưa đầy 24 giờ khẩn trương suy xét. Lực lượng phá án đã truy bắt được Khoa khi đang lẩn trốn tại xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, di lý về cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh để tập trung đấu tranh làm rõ. Đại tá Trần Thị Kim Lý, Chánh văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đây là vụ án đau lòng để lại những mất mát lớn cho người ở lại. Thay mặt công an thành phố Hồ Chí Minh, tôi xin chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình nạn nhân. Sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, chúng tôi sẽ kiên quyết điều tra, làm rõ bản chất toàn bộ vụ án, xử lý đối tượng thực hiện hành vi phạm tội, Đại tá Trần Thị Kim Lý chia sẻ. Trong buổi họp báo chiều ngày 14 tháng 2, Đại tá Trần Kim Lý, người đứng đầu văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã mở đầu bằng việc công bố những tình tiết mới nhất và đầy rùng rợn trong vụ án mạng đau lòng xảy ra ngay trước thềm Tết Nguyên Đán khiến cả thành phố không khỏi bàng hoàng. Nạn nhân, chị Vi Thị T, tên viết tắt, một phụ nữ trẻ 25 tuổi đến từ Đồng Nai đã phải bỏ mạng trong tay Nguyễn Đăng Khoa, cùng tuổi, quê quán tại Tiền Giang. Cả hai từng là hàng xóm trong một dãy nhà trọ ẩn mình sau một con hẻm tại Quang Trung, thành phố Thủ Đức. Vào hồi 15 giờ ngày 8 tháng 2, tức ngày 29 Tết, dưới vỏ bọc của sự giúp đỡ, Khoa đã lừa chị Thống vào phòng trọ, sau đó khóa trái cửa và dùng dao khống chế nạn nhân với ý đồ cướp của. Vụ án diễn biến theo chiều hướng đặc biệt nghiêm trọng khi Khoa không chỉ sử dụng vũ lực để tước đoạt mạng sống của chị Thống bằng những nhát dao oan nghiệt mà còn thực hiện hành vi đồi bại với thi thể nạn nhân. Hắn cướp đi những vật giá trị như lắc tay vàng, nhẫn, dây chuyền và bông tai vàng cùng với 3 triệu đồng.
Tuy nhiên, điều khiến dư luận phẫn nộ và ám ảnh nhất chính là bước tiếp theo trong kế hoạch tội ác của Khoa. Để xóa bỏ mọi dấu vết, hắn đã mang rợ chia cắt thi thể chị Thống thành nhiều mảnh, nhét vào túi ni lông, đem và phi tang tại một khu vực hoang vu rậm rạp gần khu công nghệ cao thành phố Thủ Đức. Chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ đồng hồ, nhờ sự nỗ lực không mệt mỏi của công an thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng truy lùng và bắt giữ được Nguyễn Đăng Khoa khi y đang cố thủ tại xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Việc bắt giữ diễn ra một cách nhanh chóng, thể hiện quyết tâm cao độ của lực lượng công an trong việc đảm bảo an ninh trật tự và công lý cho nạn nhân. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đăng Khoa về tội cướp tài sản, giết người, hiếp dâm. Trong bóng tối của tội ác, sự kiên định và nỗ lực của công an thành phố Hồ Chí Minh không chỉ nhằm mang lại công bằng mà còn là lời tri ân sâu sắc tới nỗi đau của gia đình nạn nhân. Vào giữa tháng 10 năm 2023, Hà Nội chứng kiến một vụ án mạng nghiêm trọng gây chấn động dư luận khi một á khôi của một cuộc thi sắc đẹp bị sát hại và phân xác, sau đó bị phi tang xuống dòng sông Hồng. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết, thông tin về nghi phạm chính trong vụ án là Tạ Duy Khanh, sinh năm 1985, quê tại huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Khanh được mô tả là chuẩn bị một cách tỉ mỉ cho việc gây án và sau đó là bỏ trốn để tránh sự phát hiện của lực lượng công an. Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ việc là do nợ nần, quan hệ giữa nghi phạm và á khôi HIN là rất thân thiết. Theo Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, tại cuộc họp báo vào chiều ngày 16 tháng 10 năm 2023, chi tiết về quá trình gây án được Khanh lên kế hoạch cẩn thận, bao gồm việc đưa nạn nhân vào nhà vệ sinh tại căn hộ của hắn ở chung cư Ocean Park, huyện Gia Lâm, Hà Nội và thực hiện hành động tàn độc là phân xác nạn nhân thành 4 phần. Khanh sau đó đặt các phần thân thể vào một thùng xốp màu trắng, dùng băng dính kín miệng thùng để tránh sự chú ý khi di chuyển. Kế hoạch phi tang xác nạn nhân của Khanh bao gồm việc thuê một taxi, chở mình và thùng xốp chứa phần thi thể, tìm địa điểm thích hợp để phi tang. Địa điểm được chọn là Miếu Bản thuộc thôn Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm. Khanh đã nhờ tài xế taxi giúp đưa thùng xốp từ cốp xuống xe và sau đó tự mình bê thùng xuống bờ sông Hồng để phi tang. Hắn chia nhỏ thi thể, vứt một phần xuống sông và chôn một phần khác ở bên bờ. Để làm lạc hướng điều tra, Khanh đã cố gắng xóa bỏ mọi dấu vết liên quan đến nạn nhân sau khi đã phi tang xác thành công. Hắn vứt bỏ điện thoại, giấu túi xách và dép của nạn nhân ở một nhà trọ tại xã Bát Tràng. Cơ quan điều tra sau đó đã tìm thấy các vật dụng này. Hành vi của Khanh cho thấy sự tính toán kỹ lưỡng, khi hắn thậm chí quay lại hiện trường để kiểm tra và sau đó phủ xi măng lên những mảnh thi thể mình đã chôn, nhằm ngăn chặn mọi khả năng bại lộ. Khi thông tin về việc phát hiện mảnh thi thể không nguyên vẹn được báo chí đăng tải, Khanh bắt đầu hành trình trốn chạy. Hắn di chuyển từ chung cư ở Gia Lâm đến bến xe nước ngầm và từ đó trốn về quê ở huyện Kiến Sương, Thái Bình. Lãnh đạo xã, quê hương của nghi phạm sau đó tiết lộ rằng Khanh có thể đã trèo tường vào nhà để tránh sự chú ý. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội, huyện Kiến Sương và tỉnh Thái Bình cuối cùng đã dẫn đến việc bắt giữ Khanh. Các biện pháp nghiệp vụ được triển khai buộc nghi phạm phải đối mặt với pháp luật. Còn một điều khó lý giải, đó là khoảnh khắc ra tay sát hại á khôi, nghi phạm Tạ Duy Khanh, máu lạnh là thế, song trong suốt hành trình 34 giờ trốn chạy tội ác, Khanh đã có diễn biến tâm lý vô cùng bất ổn, thậm chí là hoảng loạn trước nguy cơ tội ác bị phơi bày. Còn nhớ thời điểm 12 giờ 30 phút ngày 13 tháng 10 năm 2023, khi một phần thi thể của á khôi HIN được vợ chồng thuyền chài phát hiện, sau đó báo công an, đồng thời thông tin về vụ việc lan truyền trên báo chí và mạng xã hội. Ngay lập tức, Khanh đã biết mình cần phải làm gì để lẩn trốn sự truy bắt của lực lượng chức năng. Tuy nhiên, thay vì đi nơi nào đó thật xa, như lên các tỉnh phía Bắc để trốn qua biên giới, hoặc vào Nam để sang Campuchia qua đường tiểu ngạch, hoặc chí ít là vào vùng Tây Nguyên để có cơ hội cao chạy xa bay, thì Khanh lại chọn bắt xe về quê Thái Bình. Sự hoảng loạn tâm lý đã khiến nghi phạm nghĩ quẩn quanh, và nơi Khanh muốn về nhất, nơi Khanh cho là an toàn nhất đối với bản thân, đó chính là nhà. Ngôi nhà nơi Khanh đã sinh ra và lớn lên ở quê Thái Bình với những ký ức tuổi thơ không bao giờ có thể phai mờ là nơi Khanh nghĩ đến về việc ẩn náu. Nằm sâu trong tiềm thức của Tạ Duy Khanh, nhà lúc này là nơi có thể bao bọc cho bản thân nghi phạm trong thời điểm cùng cực và tuyệt vọng nhất của cuộc đời mình. Tuy nhiên khi đối diện với sự thật, ngôi nhà mà Khanh đang trú ẩn không phải là nơi an toàn, nó cũng không giúp che chở Khanh qua cơn sóng gió cuộc đời bởi tội lỗi của Khanh đã gây ra là quá khủng khiếp.
những tiếng bước chân gấp gáp như tiếng trống lệnh, nện thình thịch vào lồng ngực nghi phạm Tạ Duy Khanh, những khẩu lệnh đanh thép về việc bắt giữ Khanh từ lực lượng chức năng như xuyên thủng tâm trí trống rỗng của kẻ sát nhân. Khanh cố chui xuống gầm giường cố thủ, tay lăm lăm hung khí đe dọa, nhưng Khanh đã không dám tự hủy hoại cuộc đời mình trước khi bị công an ập vào bắt giữ. Nhiều người bảo Khanh tiếc. Tiếc chứ, làm sao mà không tiếc cho được khi nghi phạm đã có một gia đình êm ấm với người vợ hiền cùng ba đứa con ngoan ngoãn. Cha mẹ Khanh đều khỏe mạnh và đang sum vầy cùng gia đình. Người thì bảo Khanh sợ chết. Đúng, Khanh sợ chết, sợ phải đối diện với những người thân yêu trong gia đình khi tội lỗi bị phơi bày, sợ các con Khanh bị ảnh hưởng, rồi chúng sẽ sống như thế nào đây với một người cha mang tội giết người một cách quá man rợ như vậy. Có thể tất cả những điều đó đã khiến Khanh không dám tự hủy hoại bản thân mình. Vì biết đâu, anh ta vẫn hy vọng mình còn có một con đường sống. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội khẳng định, đây là vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng ra tay hết sức dã man tàn độc, quyết tâm thực hiện hành vi sát hại á khôi HIN đến cùng. Hành vi của đối tượng đã gây khó khăn cho công tác xác minh, xác định tung tích nạn nhân, thể hiện tính chất dã man của đối tượng, gây hoang mang trong dư luận nhân dân, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô. Cơ sở các tài liệu điều tra thu được, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị, lực lượng thực hiện đồng bộ các hoạt động điều tra để truy tìm tung tích nạn nhân, truy bắt đối tượng gây án. Với tinh thần quyết liệt, quyết tâm bắt bằng được đối tượng gây án, nhanh chóng ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô. Đặc biệt, hòng che giấu tội ác, nghi phạm Tạ Duy Khanh đã phân mảnh thi thể của nạn nhân rồi mang đi phi tang xuống sông Hồng. Một bộ phận còn lại được nghi phạm chôn trên bờ sau đó tiến hành đổ bê tông. Theo lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan chức năng sẽ điều tra và xử lý nghiêm minh đối tượng gây ra vụ án theo quy định của pháp luật, không bỏ lọt tội phạm. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!